Hello, hôm nay Minasa để chia sẻ cho mọi người bí kíp có một làn da trắng và căng bóng như thế này nha. Da tôi đã từng như thế này này, mọi người không thể tin được đúng không? Tất cả là nhờ bộ mỹ phẩm đến từ nhà Hatagon. Và hôm nay bộ đôi tôi giới thiệu đó chính là serum tinh chất vàng 24K. Hộp và chai serum thì rất là bắt mắt nha, sang trọng và có vàng ép kim tinh tế nổi bật. Một bút serum thôi đã đủ cho một lần dùng rồi. Với tinh chất vàng 24K sẽ tăng sinh collagen này, tăng độ đàn hồi cho da, retinol tái tạo làn da, mở thâm nám và siết chặt độ chân lông. Chanesamic acid làm sáng những vùng da sẫm màu, HA cấp ẩm cực thì và làm cho làn da căng bóng mịn màng. Theo mình thì cảm thấy sản phẩm này có công dụng làm trắng da, giữ ẩm cấp nước cũng như làm mát da và khá là lành tính. Kem chống nắng cúc lá mã thì phù hợp với mọi độ tuổi, với thành phần là niacinamide giúp củng cố làn lipid, duy trì độ ẩm lâu dài cho làn da này. Ngoài ra thì tinh chất vàng để tăng cường khả năng chống nắng và cải thiện cho làn da sáng khỏe hơn. Cúc lá mã thì duy trì độ ẩm chống lão hóa. Ngoài ra thì còn có công nghệ chống nắng đa tầng với màng lọc phổ thông rộng là SPF 50+ và BA4+, giúp ngăn chặn những cái tác động từ những tia độc hại. Theo mình cảm nhận thì cách có kem chống nắng này rất là dễ tán nha. Thoa lên da thì cảm giác mát nhẹ và dịu da. Nhất là làn da treatment, sản phẩm không chứa cồn nên là sẽ giúp cho các bạn có làn da nhạy cảm được giảm thiểu kích ứng. Khoảng 20 phút thì sẽ cảm thấy hơi ẩm và rất nhẹ trên da, nâng tông và căng mướt. Với khả năng kiềm dầu lên đến 4 giờ thì rất là phù hợp cho các bạn có làn da thường và làn da kiềm dầu nhé. Túi giấy sang trọng thích hợp làm quà và các bạn yên tâm là tất cả các sản phẩm của Hatagon đều có giấy công bố sản phẩm nên mọi người hãy yên tâm và sử dụng nha.